vụ xe Mazda vừa mua đã chết sẽ đốt xe nếu không tìm được công bằng. Gia đình chấm nét sáng 24 tháng 8, anh Phan Văn Thông, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, khổ chủ chiếc xe Mazda BT50 vừa mua đã chết cho biết. Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ khởi kiện của anh liên quan đến vụ Mazda BT50 mà anh đang theo đuổi. Theo đó, ngày 22 tháng 8, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Vinh bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã làm phiếu gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh để đơn vị này nhận 5 triệu 800 nghìn đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm của anh Phan Văn Thông. Như vậy, theo anh Thông, Tòa án nhân dân thành phố Vinh đã chính thức nhận hồ sơ khởi kiện của anh đối với đơn vị bán ra chiếc xe Mazda BT50 vừa mua đã hỏng. Trong vòng 15 ngày tới, Tòa án nhân dân thành phố Vinh sẽ có thông báo chính thức về việc các diễn biến liên quan đến vụ kiện của anh Thông. Về quá trình chuẩn bị khởi kiện, anh Thông chia sẻ: "Sao tôi đi tìm quyền lợi cho mình mà khó đến vậy? Hôm nay được tòa án gọi bổ sung hồ sơ và nộp tạm ứng án phí chạy xe máy hơn 100 km ra thành phố Vinh quay về trời mưa tầm tã. Những chiếc xe ô tô chạy hất nước thẳng vào mặt, không thấy cả đường đi. Nghĩ đến chiếc xe mà ức chế, ứa cả nước mắt. Về tới nhà, giấy tờ ướt, điện thoại tắt câm, người ướt sũng. Nghĩ mà cay, cay khóe mắt, tội cho dân đen. Mua ô tô tưởng được sướng, giờ khổ vì ô tô. Ô tô đi chưa đầy năm, giờ hỏng, quay lại đi xe máy. Cách đây mấy hôm tôi đề nghị cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương là cơ quan đại diện đứng ra yêu cầu Mazda cùng tôi làm việc và mời các cơ quan giám định gồm Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Cục Đăng kiểm Bộ Giao thông Vận tải để giám định chiếc xe. Cục trả lời rằng cục đã làm rồi nhưng Mazda không chịu hợp tác nên cục cũng chịu. Ôi, nếu mà công lý không còn, tôi sẽ đốt chiếc xe này cho anh công lý. Trước đó, như báo gia đình và xã hội đã có loạt bài về vụ xe Mazda vừa mua đã chết, phản ánh tình cảnh của khách hàng Phan Văn Thông, Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa mua xe chưa được một năm thì gặp sự cố nghiêm trọng. Anh Thông yêu cầu được bảo hành hoặc giám định xác định nguyên nhân gây hỏng máy. Tuy nhiên, hai bên chưa đi đến thống nhất và bên bán xe thuộc Thaco Trường Hải từ chối bảo hành. Tác giả Minh Anh.